vậy mà sao phụ chứ? Đỉnh cao nhất Sài Gòn. Đi em. Hai anh. Đó sắp đến đích rồi. Anh thiết kế cho em một kiểu tóc sâu để cho em ăn tết cho nó rõ xíu. Kiểu tóc sâu đúng không? Dạ đúng. À, ok. Từ tóc sâu anh tết cho nó rõ đúng không? Em ơi, chết à. Xin chào các bạn, mình vừa uốn xong mái tóc, uốn ngân sâu cho bạn ăn Tết. Bây giờ có rất là nhiều bạn hỏi trên fanpage Vũ Trí là anh ơi, cách chăm sóc tại nhà và cách chăm sóc tóc ngân sâu làm sao. Thì rất đơn giản thôi. Ngày đầu tiên thì các bạn có thể là không gội đầu, nhưng mà không bỏ dầu gội đầu mà có thể xả tóc bình thường và gội bình thường, không sao cả. Và cái thứ hai là khi mình sấy thì mình tại vì tóc nó quan cái nhiệt độ khi uốn nó cao, rất là cao, cao hơn những cái tóc uốn bình thường độ 30 phút, thì cái tóc cảm giác nó khô và nó xù nhiều hơn. Các bạn cứ gội bằng dầu gội xong và bạn uốn bình thường thôi, và khi đó bạn sẽ có một tí dầu xả để bạn xả, bạn ủ độ 5 phút thì đó khi bạn xả nó sẽ ok. Và cái thứ hai là bạn khi bạn sấy là quan trọng nhất. Sấy thì bạn cứ sấy cho nó khô những cái chân tóc, và đừng sấy khô toàn bộ cái đầu thì nó sẽ xù ra rất nhiều. Bạn cứ để nó khô tự nhiên thì là sẽ đẹp và không chảy. Bạn cứ để nó khô, thế chải những cái chải xuống vậy thì nó sẽ xù với sợi tóc nên nhìn nó sẽ không đẹp, tại vì sợi tóc sau là nó cái khom cuốn thì nó cứ theo họ nó chảy xuống vậy đó. Và các bạn hỏi nó có tẩy được không, tóc sâu không có tẩy được. Khi mình tẩy thì nó bóc cái độ bì tóc của ra thì sẽ không có tẩy được, sẽ mất tóc sâu luôn. Và có thể nhuộm những cái màu đơn giản thôi, như cái màu thời trang và những màu hạt rẻ gì đó sẽ ok đó. Rất là đơn giản, chúc các bạn. Xong rồi, nào, chào. Chúc mừng năm ơi. Chúc mừng năm ơi.